Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 23 tây tháng 3 anh em. Rồi, buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 20 mấy 30 lô ha. Rồi, phía ngoài này là những cái lô máy nhỏ lẻ anh em. Anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cái lô máy ngoài này giùm em ha. Rồi, hôm nay em có là Mitsu TB23 anh em. Con cơm Mitsu 3.500, nòng 36 ly bình xăng dưới. Echo 209. Cơm Mitsu G2KC. Kawasaki TG20 anh em. Rồi, một con Echo Ủa con Echo này không có ghi hết vậy. Rồi con Echo 345 anh em, Echo 345 là con này 1.700.000 ha, con này không số anh em. Rồi TU. Rồi phía trong là những cái lô máy Mitsu anh em, Mitsu nè, Austin nè, rồi Ryobi, Robin, Shinawa rồi nghe anh em. Rồi hôm nay em lên cho anh em là tầm khoảng 20 mấy lô ha. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em. Máy chưa dọn nổ thì em bao cho anh em đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp e, đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Rồi hơi lửa ngon lành. Em vô cái con đầu tiên. Con đầu tiên là con này là con Mitsu TB23 anh em. Con này màu đen ha. Chế của nó là xài chế quanh bờ gồ luôn. Bình xăng rồi thì còn trắng tươi luôn anh em. Rồi con này hiện tại nó đang thiếu cái nắp bue thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Tay lái dài con số 1 này 1.000.000 anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha, tay lái dài. Rồi con số 1 anh em 1.000.000, Mitsu TB23. Số 1 1.000.000. Chế của nó là chế quanh gồ hay kim anh em. Rồi con số 2 là con cơm Mitsu 3.500, con cơm Mitsu 3.500 bình xăng dưới anh em. Chế của nó là xài chế quanh gồ hay kim luôn, tum lớn bố cung lớn, tay lái dài. Con số 2 là 2.500.000 anh em, 2.500.000 ha. BC 3.500, nòng 36 ly, đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi con này thì nòng 36 ly anh em, bình xăng dưới ha, bình xăng dưới. Cơm Mitsu 3.500 anh em. Rồi lô số 3. Con này thì bao đẹp anh em. Bồ rồi còn trắng tinh luôn nè. Rồi lô số 3 là hai con Echo. Echo này là Echo 209 anh em. Nòng 32 ly. Tay lái của nó thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài mới ha. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 3 này là 650.000 ngàn một cây ha. Hai cây là 1.300.000. Echo 209 anh em. Tum của nó là tum gời luôn ha. Rồi tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài luôn. Lô số 3, 2 cây, 1.300.000, 650.000 cây. Lô số 4 là hai con cơm Mitsu G2KC nha em. Cơm Mitsu G2KC. Lô này là lô số 4 ha. Nòng 32 ly, xài chế là chế ga ngang luôn nha em. Chế ga ngang luôn ha. Cơm Mitsu G2KC. Chế ga ngang. Rồi con số 4 này là 700.000 nha em. Tum của nó là tum liền ha. Tay lái của nó, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 4 anh em, 2 cây 1.400.000, 700.000 cây, cơm Mitsu G2KC, lô số 4. Rồi lô số 5. Lô số 5 là hai con Kawasaki anh em, TG20 ha. Rồi hai con này bán cho anh em là 400.000 một cây ha. 2 cây là 800.000 anh em, 2 cây 800.000. Cái áo này nó bị bể thì không bù anh em, bán giá rẻ ha, không bù luôn. Hơi lửa ngon lành. Hơi lửa ngon lành anh em, áo bể không bù, 400.000 một cây. Kawasaki TG20. Một con tum gời, một con tum liền anh em. Rồi, tay lái của nó là tay lái tròn ha. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn. Rồi, anh em nào chốt cái cặp này về mình xài gia đình hoặc là mình dọn bán lại cũng được nha anh em. Tại vì bán giá rẻ ha, hơi lửa thì có ngon lành luôn ha. Chỉ có một cái là nó bị bể áo thôi. Rồi, hai cây mà chỉ có 800.000 thôi nha anh em. 400.000 cây. Nói cái đầu bò ở dưới không là một cặp là thấy 400.000 rồi. Nguyên cây máy luôn. Hai cây là 800.000. Rồi con này là con Echo anh em, Echo 345 ha, 345. Con này thì không số anh em, không số cái này em quên ghi số rồi. Rồi con này anh em nào chốt thì chụp hình lại giùm em ha. Echo 345. Rồi con này thì tay lái dài, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Con này 1.700.000 ha, 1.700.000. Tiếp theo là một cặp TU anh em. TU này là TU 26cc nòng 34 ly ha. Rồi cặp này là 2.800.000, 1.400.000 một cây. Tum là tum gời anh em. Tâm gời luôn ha. Tay lái thì một dài một tròn, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 6, 2 cây 2.800.000, 1.400.000 cây. 1.400.000 cây anh em. Rồi lô số 7. Lô số 7 là hai con Shinawa. Shinawa này là hay Shinawa 231 với lại Shinawa 250 anh em. Hai con này 1.900.000 ha, 950.000 cây. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn anh em.
chế của nó là xà chế, một con xà chế bê tông ga nè, một con thì xà chế ga ngang quanh gồ nha anh em. Rồi hai cây 1.9 triệu, 950 ngàn cây tại lá dài luôn nha anh em. Rồi lô số 8, rồi tiếp theo là lô số 8 nha anh em. Lô số 8 là Sindewa ha. Sindewa này là Sindewa 4 số nha. Sindewa 4 số, Sindewa này là Sindewa 2002, 2004 ha. Rồi lô này quá vip anh em ơi, lô này 2004, 3 cây đang hang nha anh em. Lô này quá vip luôn. Con này thì bao mới luôn nha anh em. Rồi 24 là 3 cây, một con 22 nha anh em. Tay lái của nó là 2 tròn và 2 dài. Rồi hai con này hay, con 24 này cũng quá đẹp luôn nha anh em, quá đẹp luôn nè, con 24 này cũng vậy luôn. Rồi lô này quá vip anh em ơi, 700 ngàn cây, 4 cây 2.8 triệu ha. Lô số 8, Sindewa 4 số 2002-2004. Rồi lô này 700 ngàn cây, 4 cây 2.8 triệu. Lô số 8. Rồi lô số 9 là Tanaka Hitachi nè. Hitachi nè, Tanaka. Rồi ta lái của nó là 2 tròn, 2 tròn 1 dài nha anh em. Đầu bò trứng kẹp thì đầy đủ luôn ha. 3 cây này 1.8 triệu anh em, 600 ngàn cây ha, 600 ngàn cây. Cái này gọi là Tanaka chữ A nha anh em, Tanaka chữ A ha, lô số 9. Rồi lô này 600 ngàn 1 cây anh em, 600 ngàn 1 cây. Rồi lô này thì 27cc anh em, con này 27cc nè, con này cũng 27cc luôn. Rồi lô này 600 ngàn cây nha anh em. Còn đây là Sindewa Short, Sindewa Short ha. Ồ con này quá mới anh em ơi, bô rồi nè, bô mà nó còn trắng tinh vậy là anh em biết nó mới cỡ nào rồi. Mặt giật trợ lực nè, nồng rồi nè, chế quanh gồm hai kim luôn. Con này cũng vậy luôn anh em. Rồi lô này 700 ngàn cây anh em, 4 cây ha, 4 cây Sindewa. Lô số 9, lô số 8, số 9. Rồi lô số 10 anh em. Lô số 10 là lô này là lô Kawa. Lô này lô Mitsu anh em, Mitsu ha. Rồi lô này là lô Mitsu, Mitsu này là Mitsu TL20 anh em. TL20 ha, 1 2 3 4 5 6 7 anh em, 7 cây tôm gời ha, 7 cây tôm gời, 2 cây tôm lèn anh em. Lô này thì tổng cộng là 9 cây, 6.750 anh em, 750 ngàn một cây ha. Mitsu TL20. Lô này thì đa số là tay lái tròn anh em. 1 2 3 3 cái tay lái dài ha, còn lại là tay lái dài, tay lái tròn hết luôn. Rồi lô này bán giá rẻ cho anh em 750 ngàn một cây anh em. Mitsu TL20 ha, 750 ngàn một cây. 9 cây là 6.750 ha. Rồi tay lái của nó là tay lái dài hết nhỏ, đầu bò chấn kẹp thì bao đầy đủ anh em. Tay lái dài là 3 cây ha, còn lại là 6 cây tay lái tròn. Lô này quá đẹp anh em, giá rẻ luôn. 750 ngàn một cây anh em. 750 ngàn cây. Lô số 11. Lô số 11 lô này là lô Mitsu TL23. Rồi TL23 anh em. Tất cả đều là TL23 hết ha. Rồi lô này thì 1.1 triệu một cây anh em. 11 cây là 12.100.000 ha. Rồi Mitsu TL23 lô này. Lô này thì tay lái tròn là 1 2 3 4 5. 5 cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài ha. Mitsu TL23. Lô này tổng cộng 11 cây anh em, 5 cái tay lái tròn và 16 cây tay lái dài. Mitsu TL23 nha anh em. Rồi đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn ha. Rồi Mitsu TL23 giá rẻ cho anh em luôn, 1.1 triệu cây. 11 cây là 12.600.000 ha. Ở 12.100.000. Lô số 12, lô này là lô Kawasaki nha anh em. TG2425 ha, TG2425. Rồi lô này 750 ngàn cây, 3 cây là 2.250.000 nè. Kawasaki TG2425. Rồi liền lạc bao đẹp anh em, ta lái là ta lái dài luôn, ta lái dài luôn. Đầu bò chứng kịp giao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 12, 3 cây 2.250.000 nè, 750 ngàn cây, 750 ngàn cây. Kawasaki TG2425. Rồi lô này TG2425 nha anh em, lô này 750 ngàn cây ha. Rồi Mitsu TL23231 anh em. TL23231 ha, lô này thì 1.1 triệu một cây. Mitsu TL20 2001, lô này 750 ngàn anh em, 750 ngàn cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 13.
Lô số 13 là lô này là lô Gilby Zenoth nha em. Gilby Zenoth ha, nòng 34 ly, 26cc nha em. 26cc ha, nòng 34 ly. Gilby Zenoth. Rồi lô này thì tay lái tròn thì có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài hết luôn ha. Gilby Zenoth 26cc nòng 34 ly. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 13. 7 cây là 5.950 anh em, 850 ngàn cây ha. UV Zenoth 850 ngàn cây, 26cc nòng 34 ly. Lô số 13. Rồi lô số 14 anh em. Lô số 14 là lô này là lô Austin. Austin này là Austin 26 anh em, 26 nòng 34 ly ha. Austin này là Austin 2601 nè, 2602. 2602, 2602 anh em. Và hai con Austin 26 ha, hai con Austin 26. Rồi lô này thì nó xài chế là chế quanh bờ gồ hết nha anh em, ra ngang hết luôn ha. Rồi lô này thì quá đẹp quá viết nha anh em. Austin 26cc nòng 34 ly. Tay lái tròn là 1 2 3 4 cái tay lái tròn. Hai cái tay lái dài. Rồi anh em nào chốt cái lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn ha, tặng tay lái dài nha anh em. Rồi lô này 1.1 cây, 6 cây là 6.6 anh em. Lô số 14 ha. Austin 26 nòng 34 ly. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 14, 1.1 cây, 6 cây là 6.6, lô này quá đẹp anh em, quá đẹp luôn. Lô số 15 là lô này là lô Austin. Tiếp tục là Austin nha anh em. Austin này là Austin 21, 22 và 24, 23 nha anh em. 21, 22, 23 và 24. Rồi lô này Austin nha anh em. Tay lái tròn thì chỉ có một cái tay lái tròn ha, còn lại là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 15, 6 cây là 3.9, 650 ngàn một cây anh em. Austin 21, 22, 23, 24. Rồi lô này 650 ngàn cây, 6 cây là 3.9, Austin nha anh em, bao đẹp. Lô số 16 là lô này là lô Sindewa 22. Sindewa 22 anh em, nó xài chế là chế quanh gồ 2 kim ha. Chế quanh gồ 2 kim, lô số 16. 3 cây là 1.950 anh em, 650 ngàn cây. Tay lái là 2 cái tay lái tròn và 1 cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn. Lô số 16, 3 cây là 1.950 anh em, 650 ngàn cây ha, 650 ngàn cây. Sindewa 22. Rồi lô này quá đẹp anh em, lô này là chế quanh gồ 2 kim không ha. Rồi nòng 32 ly, 650 ngàn cây. Rồi lô này là lô Austin nha anh em. Austin là 650 ngàn cây ha. Chế của nó cũng xài chế quanh gồ 2 kim hết nha anh em. 650 ngàn một cây. Austin là Austin 26, 2602. 2601 anh em. Rồi lô này 1.1 một cây, nòng 34 ly. Gilby Zenoth nòng 34 ly anh em. Rồi 850 ngàn cây ha. Tiếp theo là lô số 17. Đây lô số 17 anh em. Lô số 17 là lô này là lô Makita. Makita này là Makita 3 cây Makita 26 anh em. Rồi nòng 34 ly, tay lái của nó là hai dài và một tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi Makita 26cc nòng 34 ly. Lô số 17, 3 cây 2.7, 1.900 ngàn một cây anh em, 3 cây 2.7 ha. Rồi lô số 18 là lô Gobin anh em. Gobin này là Gobin nòng 33 ly, NB 231 232 anh em. 231 232 ha, nòng 33 ly. Rồi lô này thì tay lái là hai tay lái dài và hai cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 18, 4 cây là 2.2 anh em, 550 ngàn cây ha, 550 ngàn cây, nòng 33 ly anh em. Cái này là cái hộp này là cái hộp đề ha, cái hộp đề anh em. Anh em mình không xài đề thì mình bỏ ra cũng được. Không xài đề thì mình không cần thiết xài tới nó ha. Rồi, cái này thì nó xài chế là chế ra ngang hết anh em. Nòng 33 ly, 550 ngàn cây, 4 cây là 2.2, máy còn bao đẹp luôn anh em, bao đẹp luôn ha. Tiếp theo là lô số 19. Lô số 19 là Echo 230 anh em. Echo 230. Echo 230. Rồi lô này 800 ngàn cây, 3 cây là 2.4 triệu. Tay lái của lô này là 2 tay lái tròn và 1 cái tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi Echo 230 anh em, nòng 32 ly, 800 ngàn cây, 3 cây 2.4 triệu. Lô số 20 là lô Sindewa. Sindewa này là Sindewa S26 nòng 34 ly anh em, 1.3 triệu một cây ha, 3 cây là 3.9 triệu. Tay lái là 2 tay lái dài và 1 cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 20 anh em, 3 cây là 3.9 triệu, 1.3 triệu một cây. Sindewa S26 nòng 34 ly, 1.3 triệu một cây anh em.
giá xả giá rẻ ha, giá xả giá rẻ. Rồi chị qua một cây. Còn đây là Echo 230 800.000. Gobin nha anh em. Gobin này là Gobin nồng 33 ly ha. Lô này thì còn bao mới nha anh em. Con máy này như máy thùng luôn nè, cực kỳ mới luôn. Rồi có con bể áo anh em, bể áo thì em sẽ đổi cho anh em áo khác ha. Rồi Makita 26. Rồi lô số 21 anh em. Lô số 21 là Magu 23. Magu 23 lô này 4 cây, 4 cây 3 triệu 2 anh em, 800.000 cây ha, ta lấy dài luôn. Đầu bò chiến kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Rồi lô này 800.000 cây. Magu 23, 4 cây 3 triệu 2. Lô số 23 22 là lô này là Gobin anh em. Gobin Makita cổ ngỗng nòng 34 ly, 26 cc anh em. Rồi lô này 800.000 cây, 5 cây 4 triệu, lô số 22. Tay lái là có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chứng kẹp thì đầy đủ luôn. Lô số 22, 5 cây 4 triệu, 800.000 cây. Lô số 23 là Echo 200 nha anh em. Echo 20 nè, Kiwis 22, 23 nha anh em. Rồi lô này thì bán cho anh em là 500.000 cây ha, 6 cây 3 triệu. Tay lái là tay lái tròn hết nha anh em. Cái lô này là đặc biệt tay lái tròn hết ha. Rồi 500.000 cây, giá rẻ nha anh em, 6 cây 3 triệu. Đầu bò chứng kẹp dao thì đầy đủ hết ha, đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo là lô số 24 nha anh em. Lô số 24 là lô Gilby 23cc ha. 23cc nha anh em, bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha anh em. Lô này tổng cộng 6 cây. 6 cây. Tay lái là 1 2 3. 4 cái tay tròn. 2 cái tay lái dài anh em. Rồi lô này thì 600.000 cây nha anh em, 6 cây là 3 triệu 6 ha. Gilby 23. Rồi lô này 600.000 cây nha anh em, bao đẹp luôn ha. Echo 200 Gobin cổ ngỗng. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 nha anh em. Em là Chí Công ở Cà Đỏ Cần Thơ ha. Rồi tiếp theo thì đây là cái phần bình xăng con nha anh em. Bình xăng con thì em mới về mấy thùng luôn ha. Đây bình xăng con quanh bờ gồ nha anh em. Đây em mới về nữa nè. Bình xăng con quanh bờ gồ. Rồi bình xăng này thì bên em đang bán với giá là 85.000 một bình nha anh em, 85.000 bình ha. Cái này thì bán rất là nhiều anh em. Đây vỏ hộp nè, em mới về. Cái dòng này thì là bình xăng con hai thì anh em, 85.000 bình. Bên em bán rất là nhiều ha, cái dòng này bán rất là nhiều. Bao đẹp luôn anh em, bao đẹp luôn ha. Rồi bình xăng con quanh bờ gồ, 85.000 bình nha anh em. Cái dòng này thì anh em nào mình không xài chế với tông ga thì mình chuyển lên phím nhôm ha, chuyển như lên phím nhôm thì mình chuyển qua cái chế ga ngang hay kim thì nó sẽ thông dụng hơn anh em, thông dụng dễ xài hơn ha. Rồi 85.000 bình thì anh em nào chốt số lượng bao nhiêu thì cứ inbox anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha.